Quang Huy xin kính chào các bác. Ngày hôm nay Quang Huy xin tư vấn chủ đề kỹ thuật thi công cột dầm sàn. Thời gian bảo dưỡng bê tông cột là bao lâu? Thời gian bảo dưỡng bê tông cột là một yếu tố quan trọng để đảm bảo cường độ và độ bền của bê tông. Thời gian bảo dưỡng có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại xi măng, điều kiện thời tiết và yêu cầu của công trình. Tuy nhiên, dưới đây là một số hướng dẫn chung. 1. Thời gian bảo dưỡng tối thiểu. Bê tông thường, thời gian bảo dưỡng tối thiểu thường được khuyến nghị là 7 ngày trong điều kiện thời tiết bình thường. Bê tông với phụ gia chậm đông kết, thời gian bảo dưỡng có thể kéo dài đến 14 ngày hoặc hơn. 2. Thời gian bảo dưỡng tiêu chuẩn 28 ngày. Thời gian bảo dưỡng tiêu chuẩn thường được khuyến nghị là 28 ngày. Đây là khoảng thời gian cần thiết để bê tông đạt cường độ thiết kế. Trong suốt thời gian này, bê tông cần được giữ ẩm để đảm bảo quá trình thủy hóa của xi măng diễn ra hoàn toàn. 3. Điều kiện bảo dưỡng bê tông. Bảo dưỡng ẩm. Trong suốt quá trình bảo dưỡng, bê tông cần được giữ ẩm liên tục, đặc biệt là trong tuần đầu tiên. Để ngăn ngừa tình trạng mất nước quá nhanh dẫn đến nứt nẻ và giảm cường độ. Che chắn, nếu bảo dưỡng bê tông trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc gió mạnh, cần che chắn để bảo vệ bê tông khỏi mất nước nhanh. 4. Bảo dưỡng trong điều kiện thời tiết lạnh. Thời gian bảo dưỡng lâu hơn trong điều kiện thời tiết lạnh. Quá trình đông cứng của bê tông diễn ra chậm hơn. Do đó, thời gian bảo dưỡng cần kéo dài hơn, có thể từ 14 đến 28 ngày hoặc lâu hơn tùy vào điều kiện cụ thể. Sử dụng biện pháp giữ nhiệt. Cần áp dụng các biện pháp giữ nhiệt như sử dụng bạt tre hoặc thiết bị gia nhiệt để duy trì nhiệt độ phù hợp cho quá trình đông kết và thủy hóa của bê tông. 5. Bảo dưỡng bê tông nhanh, cường độ sớm. Phụ gia tăng cường độ sớm. Nếu sử dụng phụ gia để tăng cường độ sớm, thời gian bảo dưỡng có thể được rút ngắn, nhưng vẫn cần đảm bảo đủ thời gian để bê tông đạt cường độ cần thiết theo yêu cầu thiết kế. Kết luận, thời gian bảo dưỡng bê tông cột thường được khuyến nghị là từ 7 đến 28 ngày, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể của công trình và môi trường. Việc bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp đảm bảo rằng bê tông đạt cường độ và độ bền cao nhất, từ đó đảm bảo chất lượng và tuổi thọ của công trình.